Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đến với kênh YouTube của mình. Lại là mình đó các bạn ơi, mình Cường đây nha các bạn. Thì hôm nay clip này mình chia sẻ cho các bạn xíu là cái vấn đề thay nhớt cho xe máy nha. Thì nói chung nhớt xe máy thì nhà ai cũng có đúng không? Nhưng mà đi một thời gian thì có 2.000, 3.000 cây số gì đó thì các bạn thay nhớt một lần. Còn bạn nào lười 5.000 hoặc là chạy chừng nào chán thì thay nhớt một lần. Thì thay nhớt thì các bạn đem ra tiệm thay, còn nếu mà các bạn không đem ra tiệm được thì các bạn tự mua nhớt về thay. Tự mua nhớt về thay thì nó rẻ hơn. Như cái xe quay RSX đây, mình mua cái bình nhớt này của Honda 70.000 đó về tự thay. Nói chung khi thay nhớt các bạn để ý là bên phía bên này nó không có cái nút nhớt nha, mà phía bên này này, cái nút mở nhớt này đó, thì cái nút mở nhớt đen đen này đổ nhớt vô trong này thì các bạn sẽ mở cái ốc phía bên thắng nha các bạn, bên đập thắng nha, chứ không có mở cái ốc phía bên số nha các bạn. Như cái trường hợp đây thì người thay đã mở nhầm cái ốc, cái này là cái ốc đỡ sen cam các bạn. Nói chung là ốc để bơm nhớt thôi, chứ cũng các bạn lỡ có mở nhầm cái này thì các bạn sẽ các bạn ráp lại là bình thường thôi. Thì các bạn thêm xem bên dưới này, các bạn xem bên dưới nha, nó có hai con ốc. Con ốc phía bên này là không phải là cái ốc tháo nhớt, ốc xả nhớt nha các bạn. Ốc này là ốc sen cam nha, còn ốc phía bên kia mới là ốc xả nhớt nha, có nghĩa là bên phía đạp thắng nó cũng là cái bên mà nó có cái van để các bạn đổ nhớt vào á. Thì các bạn lỡ tháo ra như thế này thì đây là cái trục sắt nó lòi ra này, nếu mà nó rớt cả cái trục sắt thì các bạn coi, các bạn xem là cái lò xo á, cái lò xo thì nó nằm ở dưới rồi, nó đẩy cái trục này lên đó, lò xo nằm ở dưới này nó đẩy trục này lên. Còn cái đầu này á, thì các bạn có cái đầu lỗ thì các bạn quay xuống ngoài, còn cái đầu cao su thì nó nằm ở trên nha. Đó thì các bạn đút vô dài rồi các bạn ráp lại thôi. Bây giờ mình sẽ ráp lại cho các bạn xem nha. Thì ráp lại bình thường thôi. Nếu ráp sai thì các bạn chạy xe nó sẽ kêu lật cạch. Còn nếu ráp đúng thì nó không gì hết. Ráp sai thì các bạn tháo ra ráp lại thôi. Đó. Thì các bạn chờ trong cái thời gian các bạn chờ cho nhớt nó ra hết thì mình ráp lại cái lò xo này trước nha các bạn. Thì về hình dáng á, thì cái con ốc xả nhớt nó sẽ dài, nó to hơn. Ốc này tới dùng cái khóa 17 thì mới mở được nha các bạn. Còn cái ốc bên này là dùng khóa 14, ốc khóa 14 và nó ngắn hơn. Đó, cái đầu nó ngắn hơn này các bạn thấy không? Thì khi mà các bạn ráp á, thì các bạn sẽ cái lò xo nó có đầu to, đầu nhỏ đúng không? Thì đầu to các bạn sẽ chụp lên cái con ốc này. Nó đầu to các bạn chụp lên con ốc này, có nghĩa là đầu to phía ngoài, đầu nhỏ sẽ đút vô cái còi sắt ở bên trong. Đó. Rồi ok, bây giờ mình tiến hành ráp nha. Rồi ok nha các bạn, sau khi các bạn ráp xong cái ốc phía bên tay trái á, các bạn cái ốc phía bên số nha các bạn, thì các bạn sẽ tiến hành là tháo cái nắp nhớt này nha. Thì các bạn dùng kềm các bạn vặn ra thôi. Đó, các bạn dùng kềm các bạn vặn ra. Thì cái xe này nhớt mình đi khá lâu các bạn. Nhớt đi rất là lâu rồi chưa có thay. Nó cả năm trời rồi á. Thì nói chung là đi cứ để vậy mà đi thôi, chứ còn kỹ thì thay theo số cái số mình đi. Còn nếu không kỹ thì cứ để vào đi thôi. Rồi sau khi các bạn tháo cái ốc nhớt, cái ốc để cái bình nhớt á, thì mình sẽ xịt sơ nha, xịt cho nó bay hết mấy cái bụi nha các bạn. Sau khi các bạn xịt hơi vô để cho nó đi mấy cái nhớt cặn đồ nó ra ngoài hết các bạn, cũng như là nó có cái bụi cái bẩn gì đó nó ra ngoài nha. Thì các bạn sẽ khóa cái van xả bên dưới lại. Thì cái van xả là cái ốc nó đây các bạn. Đây. Thì các bạn vặn theo mở thì vặn ngược chiều kim đồng hồ, còn vặn vô thì theo chiều kim đồng hồ thôi. Nói chung là cái ren này nó ren thùng nha. Thì ở đây kể cả cái ốc sen cam với lại cái ốc xả nhớt thì các bạn đều vặn theo chiều kim đồng hồ hết nha. Thì các bạn vặn tới siết tới khi mà nó hơi cứng tay xíu thôi, chứ các bạn đừng có siết quá thì nó hư luôn, nó bể nứt nữa thì mất công nha các bạn. Siết vừa thôi. Rồi bây giờ mình sẽ dùng nhớt mình đổ vô nha. Mình lấy nhớt mình đổ vô. Thì nhớt ở đây nó có rất là nhiều loại, thì ở đây mình mua cái loại nhớt cái hình thù của chai nó như thế này, cũng như là cái thể tích của nó là 800ml nha các bạn. Các bạn cái xe máy quay RSX này nó chỉ có 800ml thôi, chứ một các bạn mua loại 1 lít thì đổ vô nó thừa nha. Rồi bây giờ các bạn sẽ dùng cái khăn các bạn lau sơ cái thước đo nhớt này đi nha, để nó có dính bụi dính đồ thì nó sạch sẽ một xíu. Rồi các bạn nhét vô, các bạn vặn lại như thường thôi. Mở ra thì mở ngược chiều kim đồng hồ, còn vặn vô thì vặn theo chiều kim đồng hồ. Rồi ok các bạn, như vậy là mình vừa mới thay nhớt cho cái chiếc xe quay RSX của mình xong nha các bạn. Thì nói chung là khi mà mới đề máy lên á thì cái do bạn tháo thì nói chung là khi mà mới đề máy lên á, do bạn tháo nhầm cái ốc ở phía bên cái sên cam này, là nó sẽ khi mà nó mới nổ nó kêu rột không, nhưng mà nổ một hồi thì nó sẽ trở về như bình thường, tại vì khi mà mới ráp vô á nó chưa có đúng như cái lúc đầu các bạn tháo, nên là nó sẽ kêu rột một xíu. Rồi khi mà nó nổ một xíu thì nó sẽ quay trở lại như bình thường, cái tiếng nổ bình thường thôi đó. Bây giờ các bạn nghe cái tiếng nổ nó bình thường, nó không nghe rột là được nha các bạn. Đó, mình kết thúc cái video này tại đây. Nếu bạn yêu thích nội dung video này thì hãy nhấn đăng ký kênh YouTube ủng hộ mình, đồng thời nhấn like và chia sẻ video cho mọi người cùng xem. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và lần sau là các bạn nhớ thay nhớt là cái ốc xả nhớt bên mé bên đổ nhớt vô nha các bạn, bên phía chân thắng chứ không phải là bên phía chân cần số nha. Thôi bye bye các bạn nha, hẹn gặp lại các bạn trong các video clip tiếp theo. Bye bye.